Giọng vô đường này nè. Đâu? Hey, thưa rồi, chào cả mọi người nha. Hello mọi người. Hello mọi người. Mẹ mẹ. Bụng. Bụng. Mẹ chào mọi người mà. Hello chào cả nhà. Hai thì Thường Gòm xin chào cả mọi người. Thì tối ngày hôm nay thì mấy cậu cháu Thường Gòm là chuẩn bị đi cắm cá lóc cả nhà ha. Thì sau cơn mưa thì giờ là chuẩn bị đi cắm cá lóc. Mình đi cắm câu, đừng có cắm cá lóc. Thằng cắm câu dính gì dính phải không? Dính gì dính rồi nó cắm cá lóc xui mày. Xui hả? Nó được có đợi để thừa nó chạy chứ ra đấy thừa luôn. Cái mồi này cá lóc nó ăn thôi. Có lúc đầu thì Thường Gòm là định đi kiếm nhái, đi mua nhái nha cả nhà. Mua nhái thì cắm cá lóc nó mới nhảy. Trời mưa xuống rồi giờ cá lóc lên ăn ghê lắm. Thì nhưng mà đi mua thì không có nhái, chỉ có dế thôi. Nên Thường Gòm mua dế. Đây, đây là đèn pin. Đèn pin thì mấy cậu cháu Thường Gòm chuẩn bị sẵn đây. Đây cây gựa. Chỗ nào mà nó không cỏ nhiều thì mình sẽ phát cả nhà ha. Chưa gặp trường hợp. Bây giờ thì Thường Gòm sẽ với mấy cậu cháu sẽ băng qua bên cái ao bên kia cắm cá cả nhà ha. Thầy tài là gì gờ đầu gối à? Đâu. Sao đâu? Té hả? Ừ. Đâu cậu té lại con quay coi thầy tài. Nhưng mà ba giật chết. Cẩn thận nha. Cẩn thận răng nha, răng còn để nhai đó. Hy vọng tối nay mình bắt được vài con nên làm nồi cháo xem nào. Bữa nay tối này không có động đổi thừa mày nè. Cắm gì rồi bảy? Chỗ này là không dính tâm với hò á. Đi quay lại. Cứ cắm như mặt nước á. Mồi này cá lóc thấy khoái lắm. Bớt nó cạn đi, con gái nằm trên luôn. Rồi. Đi à, coi cắm có cá hay có không có ăn cắp bắp nè. Bắp có chả này nè. Ăn cắp vừa đó. Rồi bay xuống. Gì vậy? Cá tắp, cá tắp hả? Trời ơi, quỷ chó nhảy tưởng cá lóc táp nội ơi. Chắc nhảy cái tụm không? Nghe nhảy cái sọt mà. Rồi, thầy tay đi tới phía trước đi. Không, nó cắm đó, tao cắm đây. Chỉ có tối nó thằng nào hơn. Quỷ đạn đi mấy thầy vậy. Lấy gựa phát phát đi, nè. Rồi, sẽ cắm OS nè. Bằng kỹ thuật. Lấy ếch nhảy chỗ này là lại cắm chỗ này hả thầy? À. Trời ơi. Bắt chỗ nào cắm chỗ đó. Mày đi vũ trường mày thấy con gái nhảy chỗ nào mày lại chỗ đó mày cắm dính. Thầy đừng có nói thằng Bi nó tưởng thiệt máy đi á. Chưa cắm lên bờ à. Cắm ếch mà. Không tính nha. Ếch cắm trên bờ mà thầy tài nói gì vậy? Thế này sao mà ngu thế? À, tao này tao gần 50 tuổi rồi chưa từng thấy thế nào. Chưa gặp trường hợp à? Chưa gặp trường hợp nào bây giờ? À, mình vuốt cái đất này cho láng cả nhà. Để ngồi bên đây là ếch nó sẽ lên. Okay. Mà nếu có ếch nha. Ok đi. Khoảng bao nhiêu cây vậy? Thầy tài khoảng thầy tài cầm bao nhiêu cây vậy? Nhiều lắm không biết. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15. Thầy 7 mấy cây? 3 cây. 18, pin mấy cây? Pin được chục cây không? Rồi, tầm 30 cây nha cả nhà. Rồi đếm rồi, tầm 30 cây. Tầm 30 cây thì mỗi một cây dính một con được kìa. Rồi tới luôn bác Tài ơi. Cái gửa đâu rồi? Gửa dưới đây nè. Rồi, đó đó. Anh không không cắm à? Mới cắm thôi. Khôn ghê. Tại bây định kêu khôn như
Thế thì anh cầm rửa anh phát cái chỗ này cấu ra cho em. Rồi một người cầm cần cấu, người cầm rửa đi. Ừ đúng rồi đó, anh cầm rửa anh phát ra đi. Rồi đưa cần cấu cho thầy Bảy đi. Anh phát hết cái ao này luôn đi. Cỏ này anh dẹp hết đi. Cá ơi tao cắm câu nha, bữa nay anh ăn một bữa nha. Dẹp dẹp ra, dẹp dẹp ra. Cái ao này dưới đây cá nhiều lắm mọi người. Tại vì cỏ nhiều quá, người ta chích không được. Ở đây mà con nào mà bắt lên cái chắc con đó biết nói chuyện luôn ta. Hả? Hả xuống. Rồi đứng đó cắm luôn với cha. Cái gì bằng. Trời ơi, 6 cây này thẳng băng nè. Rồi biết. Thẳng hơn của ông Tài nữa cha. Thua. Giọt giọt dẹt dẹt cái cỏ ra nha, để cá nó cắn cái gịch vô cỏ là nó chạy liền đấy. Đây luôn đi. Đây chữ gửi chúng chân con. Tí nữa nè, nhớ chỗ nha. Cắm bít ao đi, mình chơi trận bít ao luôn. Đây cây nè. Anh Hai đứng đó cắm đó luôn là đúng rồi đó. Rồi, anh thấy em Hai không? Quá à. Rồi thầy Bảy đi, tới đằng kia kiếm đi. Không, anh Hai đi trước mới được chứ. Ủa cái thù lù nhỏ ơi, cái thù lù ra. Cái lù đu. Thù lù. Lù đúng không? Lù đu mẹ. Mày lù đu á, làm như khô lù đu á. Ăn được. Giật. Chua không thầy, chua chua không? Nó ngọt y như thù lù. Thôi dẹp mình hồi nói đi. Này hồi nhỏ là chuyên gia đi ăn cái này cả nha. Dành giật nhau mà hái nè. Cái này với lại cho trứng cá, hồi nhỏ là mấy anh em là dành nhau hái. Bây giờ là toàn chặt dục không. Anh Hai cắm đây nữa nè. Cắm đây nữa nè. Lấy rửa kéo đi thầy Bảy, cái xe tay. Lấy cái đạp một câu. Lấy rửa bóc lên. Đó, cá nó quẩn kìa. Hay quá, tắt hết luôn đi. Vậy mà bà Hai mới chửi tối ngày. Sao? Còn thế. Xấu rồi. Rồi, tới luôn bác Tài. Bây giờ thì mấy cậu cháu sẽ tranh thủ cắm hết 20 mấy cây cần câu này. Rồi mình đợi tới tối là sẽ ra thăm cả nhà ha. Nói chung tầm 7-8 giờ ra thăm là vừa. Hy vọng là sẽ có một nồi cháo cá ăn nha cả nhà. Còn không có là chỉ có triển khai đi ăn cắp bắp thôi nè. Con lại thầy. Nguyên con lại thầy. Đúng thầy luôn á. Em cắm đi. Kêu biết mi. Con xuống. Anh dọn ra. Thầy Bảy, sẵn cái đà đó cho đạp dưới luôn. Cắm luôn. Cái chanh, lá chanh nó tròn. Thằng kia. Để mày. Mày ta đâu phải thương tử Nga đâu. Đưa cần câu có mồi sao cấm cha. Cái này là nhiệm vụ sư phụ nè. Lại móc đi. Cha ơi là cha. Cũng anh không với ai. Đường câu cấm mà không có mồi sao cấm. Là ai thì có ông nội thiệt. Vậy mày hô hấp nhân tạo nó sống vậy. Rồi vô thôi. Vậy còn mấy cây cầm tay làm gì? Cái này để xe cua tối đi thăm lỡ mà nó lôi mất cái chỗ đó thì mình cắm lại. Thôi cha ơi cắm hết đi cha ơi. Cắm hết rồi lỡ mất cái câu rồi lấy đâu rồi cắm vô chỗ đó. Nó cái miệng nó xui nữa. Sáng giờ ăn cơm gì vậy? Cơm cháo. Có mắm tôm đúng rồi. Thứ quắc. Không hết hộp.
gái hù cho phụ mày chưa chết hồn chứ mày. Hình như mình mất công chuyện vậy ta. Ờ, anh hai cầm cầm cho em nghe điện thoại cái. Thôi, điện thoại bỏ bên. Em mất nghe điện thoại nữa. Điện thoại, đây, tiếp. Sao con này khôn thế nhỉ? Đồ pin hay ha, dẹt 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 dẹt, có cái lỗ là cắm liền ha. Có lỗ là cắm luôn. Hay ha, có lỗ là ngon à. Có lỗ dọn sẵn rồi pin hả? Sao thầy? Kiến cắn. Kiến cắn vậy là cắm không được đâu, đưa thì thầy cắm đi. Đúng rồi. Em mà không có xác cá, em cắm không có bao giờ dính hết trơn. Có em thấy bữa anh cắm dính dữ lắm rồi. Chỗ này nó láng anh được hết. Thầy bảy. Hả? Thầy nhớ cái đống ốc này không? Nhớ. Ốc thúi. Ốc thúi không? Đợt trước làm cái clip là ốc thúi này cách đây cũng lâu lắm cả nhà. Đây chắc phải tầm 5-6 tháng có rồi đó. Năm rồi ông ơi. Đây. Tranh thủ đi mũi cắn. Bây giờ thì thương gồm sẽ tắt camera tại đây. Phụ mấy đại ca này đi cắm cho xong hết số cần câu rồi tối đi thăm rồi dính cá sẽ quay cho cả mình cùng xem nghe. Đây bây giờ làm cái chỗ này là bắt ếch nha cả nhà. Le nửa lính tay rồi làm cho láng rồi thầy đó dễ chạy luôn. Ok lắm. Ở đây làm cây nữa. Đập bụng nó đúng rồi, đập bụng. Đập gì đập vậy? Mấy dế này là mấy cá khoái lắm. Trời vừa mưa xong nữa đúng bài luôn. Đây lương nhiều lắm nè. Cá đang thấy ăn. Sao? Cậu bảy nói gì? Tay không biết cắm câu rồi. Đừng câu đây cắm cho. Đây. Đừng câu đây. Tay không biết cắm câu rồi. Thầy tài chỉ có nước cắm rụ đế á. Chưa phát cái lỗ giọng nha mà không làm cái hẹp. Cái thẹp gì á. Còn cái bịch dế kìa, móc cái cây luôn đi. Cắm cho hết luôn đi. Mày mốt tao đi cắm câu mà gặp mấy chỗ này nè, ta đem vác theo cái xuồng á. Chứ giỡn nội. Đó, cái này cỏ nhiều nhưng mà cá là ok. Đó. Chỗ anh hai không khác rộng ra cá rồi, nó ăn câu rồi, không biết gì gỡ luôn á. Vụ, nè, mình cắm cái này á, là mình đập vụ cá nè. Vụ y như mà vụ đàn bà vậy đó. Đúng thầy bảy. Đúng rồi. Mày hay vụ đàn bà lắm mày biết. Không biết hay vụ đàn bà. Không có à nha. Vậy là thầy tài. À, không có. À. Thầy tài là có một cái bà nào ở bên Sikitak, Sikadeo gì đó. thầy tài có bà nào bên Sikitak hả? Sikitak hả thầy tài? Thầy có rồi, cắm dính đây. Thôi thầy cắm về chưa dính nè. Dính kiểu gì vậy? Rồi, miếng nước rồi. Thầy cắm về chưa dính. Thầy tài có bà nào bên trời. Không biết dính kiểu gì đó thầy tài. Ủa còn cái lưỡi đâu ta? Gỡ lên mới thấy. Coi chỗ thầy tài đó cắm kìa. Rồi, tôi đâu? Đó, cắm vậy đó. Trời ơi là trời á. Không kêu dính đó. Cắm gì vậy? Cá đâu cái lưỡi đâu gỡ lên kêu khác. Rồi cái sợi nhợ để dùng vậy rồi sao dính của gì mà kêu khác giọng da không khác vậy đó. Khác chỉ cái thẹp cha đưa gửi đây cha ơi chưa gặp trường hợp thì chị mà không biết cậu quen bà nào bên Sikadak Sikadao mà nó bỏ mẹ cho rồi. Da cũng phải phát cái bụi nữa thật chứ. Cái đó càng bự ra thì cá càng to đó. Bự ra cá quậy bự chú vô chứ. Cá lóc chưa nhiều giống như cá lóc chưa vô hang vậy hả? Mày bớt nói luôn.
Mình càng nói nó càng đi sai vấn đề đó. Mày với thằng thầy mày tao báo tao sợ quá. Người ta với ai? Người ta không? Tài chuyên gia. Với thầy không? Ờ quậy cái đó là ngát luôn rồi. Để hồi chồng với cha lại à. Đúng không? Cứ như vụ đàn bà. Thằng này là có kỹ thuật cắm câu này. Này muốn ở đợi rồi muốn chứ. Gì cha. Thằng khen mày có kỹ thuật chấm câu móc ở đợi sướng gì chứ được rồi còn một cây là mày lội ra chính giữa mày cắm lát nó cá lóc bự ăn á mày ra chính giữa đó cắm gì ngoài cắm hà bá hả cắm cái gì có cá lớn với cái thân đây không ra ông cắm đi cắm đi ngu thế trời trời đập cái đập có mấy cái thả gì chó trời cái đàn pin với lại bịt mồi con còn cái cầm này mày còn lại cầm kia bị bộ lên chú em ông này với ông là bí quen hết trời ơi đây đây là cây cuối cùng nha cả nhà cây cuối cùng để kia gửi con ơi mấy thầy sao mấy thầy cắm chơi chơi tưởng có ăn hả anh Thuận này mặc quần xì màu đỏ hả? Tao có mặc quần xì đâu. Đụng giọng nha. Cỡ này là thầy chui vô lọt luôn nè. Tao không biết cái bằng mình đi cắm cá không biết cái dính được cái con gì tao mới lạ. Bằng dân thứ dữ không cắm cái gì. Dân ăn phá. Con dế rồi. Ai móc con dế à? Dạ. Tao không biết gì nha. Chờ nó nằm ở trên mặt nước nó mới bơi bơi nó cá mới thấy. Ê, về. Đó. Được chưa? Lên nè. Để tao lội đường cho mày lên nè. Mày lên. Dạ má. Gọi vô mặt không sao lên. Tao gọi ăn cho mày thấy đường lên rồi mày còn nói nữa. Nào cũng ra tao gọi ông lên đi. Ừ. Gọi một bên à. Qua hả? Thôi đi, let's go. Bây giờ thì tối sẽ ra thăm. Hy vọng là có cá sẽ quay cả người cùng xem nha. Đi mọi người. Bây giờ thì gần 9 giờ tối rồi cả nhà. Dạ thì mấy cậu cháu thường gồm mà tranh thủ ra thăm cần câu ha để xem có dính con nào hay không. Cây đầu tiên của thầy bảy cắm đây coi dính không rồi chân lất luôn nghĩ sao cắm mày suối này cắm cái lòng tông hả đi qua ao đi qua ao là cái khả năng dính là cao đấy. À, lâu rồi chưa ai cắm mà. Đây mấy cây, chỗ này mấy cây. Đây cây đó, Bi thăm chưa? Đó, anh luôn bên. Rồi, chặt lắc luôn rồi. Thấy gì không? Đâu. Con nào đâu mà thấy. Ý, được một con. Cái con cá, cái con cá dở đâu cha. Đậu xanh con, cái thằng này. Dạ. Vậy? Gai lắm. Trời ơi, con cá mà nó hỏi nó còn kêu cái gì? Đâu? Cái cây người ta cắm ở trường nào? Có không? Có. Ớt hả? Cá. Rồi hồi chiều con nói cậu dán cái chỗ này ra đi để nó đi. Rồi cắm rồi hay chưa? Tao cắm được không à? Ờ con nào dính là ổng cắm luôn à. Cái này trời tao cắm ở đây chứ đâu. Đừng mồm điêu. Còn cố nội này con cá nó dính đó mà nó cứ nó ngồi đó chưa. Anh thấy gì không? Đại xảy cái gì á? Ờ cá này sắp xuất ra luôn. Đâu? Dính cái mép tí xíu à. Trời ơi. Ờ công nhận cái mỏ con cá y như mỏ thầy bảy luôn. Mỏ này á. Cá trẻ dưới là xuất con cá rồi đó.
Trời ơi trời, thì là bảy bóp cái đầu con cá kìa. Cũng chết luôn kìa. À, thì tài chứ. Gai. Chảy máu luôn, bắt con cá chảy máu tay. Mới được hai con hả? Ba con. Đâu? Ba con. Ba con, ba con. Có hai con chứ. Ủa, có lý, có lý, có đời cháu rồi nha. Tiếp tục đi dọc kia đi. Coi cái cây ếch của thầy Bảy có dính không? Có, tôi coi rồi, hết mồi. Rồi. Không, để cứ để đi. Một hồi mình quay qua mình móc giấy vô tiếp. Cái nào? Đâu? Ôi da. Ôi da. Tao tính giạt mày nói chạy giờ dính đây ở đây thiệt à. Tao tính giạt mày nói cho mày chạy lại giờ có cá thiệt. Trời ơi rảnh quá, ban đêm hôm gạt chạy cắm đầu chết kìa. Đổi xuống luôn. Đầu dưới vô gai này. Rồi sảy rồi ba ơi. Tao nói thấy nó mới quậy chui đây còn. Còn không? À thấy rồi. Nè. À. Đậu xanh. Con tưởng thầy gạt con chứ. Tao tính gạt mày, nó móc con cái mới móc bài bể mắt luôn nè. Vậy lúc đầu thầy định gạt con hả? Tao định gạt mày, bây giờ lại nghe nhảy đùng. Ở kia nhảy con nữa kìa. Mà tao nhảy đâu? Nãy tao mới nghe nó nhảy mà giờ móc kêu rồi. Đùi con này nó tắp tham dưới ta. Nó tắp đuôi con mắt luôn rồi. Đuôi mắt, nó móc lên con mắt xong rồi nó xiên luôn nè, xiên tâm liên luôn. Úi giời. Đâu rồi, coi to rồi bấy, dễ dở nó coi bấy. Đùi đen mung luôn đi. Đồ tính ra mới vừa mua xong rồi như nó khoái ăn dế thằng mày ơi. Đồ biết được con đó ta. Thì cho nãy đó. À con nãy hả? Nãy mày nghe là vậy đúng hả? Vậy là ông kia nói càng là cá lóc nhiều đúng rồi đó rồi. Đúng thật rồi. Con tưởng bốc phép mà điêu chứ. Anh hai bỏ vô nhẹ đi. Con này nó không gỡ được. Em lại bắt con này em nghe nó nhảy ngay rồi biết giờ nó chạy chưa. Có không? Có không? Cái này thì không ăn phải không? Rồi cái này chất quất rồi, phục lắc. Cái này cũng chất quất luôn. Rồi chất quất luôn, hai cây chất quất luôn. Đâu? Mấy ký luôn. Đu, con cá to. lẹ thì mấy, sức mép ơi. Ai cắm chặt dữ vậy? Con nào cắm cứng vậy? Yeah! Đã kìa. Nó dính nó quậy khờ luôn rồi, nó không nhảy nổi luôn, khờ luôn kìa. Đâu. Rồi sạch, lấy bà. Đen bung luôn. Đen như... Ở đây cỏ nhiều quá. Đen như cây nhương cá lóc luôn. Ồ, thấy không? Sau cơn mưa là nó ăn thì phải ha. Anh hai gỡ cá xong luôn rồi. Cái này mà nếu mà có nhái còn nhảy nữa thì phải. Ừ. Này mai kiếm nhái á mà mình lấy cái da nó câu. Tù lao gì nhái da. Mình ăn nhái mình rửa da. Đâu thầy tài. Con coi coi. Bánh lỏng ra. Đù. Rất gì nha, đổ ra. Đục đen bung luôn ha. Ừ. Còn nữa không? Rồi cái này chất quất rồi. Còn cái này chất quất nữa. Đâu? Xảy rồi, mới xảy. Đậu xanh có con nào đâu xảy cha. Đâu? Đậu xanh hết mồi la gì dữ cha. Hết mồi thiệt. Hết mồi kìa. Thế quá. Hết mồi móc cái mà móc vô. Đâu dế đâu. Móc lại đi rồi tối mình đi thăm chứ. Ok, móc bây giờ là mình vừa thăm cái nào xong là hết móc lại đi, tối thăm lần nữa. Đâu? Từ. Để tao qua. Để coi. Cái đậu xanh gì cũng kêu tôi chạy qua nữa. Rồi, một con ngon lành. Tôi thực sức cái mép gớt á. Dễ gì em cầm. Thằng ơi. Có ông la. Có con chà bá luôn à. Đâu? Đừng như ông thầy Bảy nha. Ôi, cho anh nha. À, thấy chưa? Dạ. Thấy cá chưa? Đó. Thấy chưa? Trời ơi. Chạy chưa? Lại đây thăm coi. Làm điêu. Cây đó hồi nãy. Rồi con sắp xếp cái mép luôn rồi. Đâu nó ăn lúc cái này luôn rồi. Trời ơi. Tính ra cái cây này là hồi chiều em cắm luôn đó. Ừ, cây này nó khó mà cắm à. Thầy cha. Ủa cái bao cá đâu? Đây nè. Sao chút xíu vậy? Nãy giờ không nghe quậy đây nè.
Con ếch, con ếch. Rồi dính ếch này, dính ếch này, dính ếch này. Dính ếch này. Ủa, không phải. Khờ luôn rồi. Mà cá gì dính kiểu sao luôn. Chết luôn rồi. Sắp chết rồi. Chết rồi. Ơ, chưa chết. Chưa. Đó, đó còn. Trời, bây giờ đem vợ nó nhảy. Nó hiền hiền thôi. Thì thầy cho bỏ xuống nước coi, nó hiền không? Gì làm theo luôn hả cha? Ủa sao đủ... Ủa, đó, hiền à. Ơi. Hiền hả? À. Đó, cái cây cực cầu ếch thầy đâu rồi? Hả? Đâu, sao? Còn cục mồi luôn. Đó, không à. Cây này chết quốc rồi, thay mồi. Ủa, hết mồi luôn. Thay mồi. Cái nào hết mồi lấy móc lại. Này còn cây nữa nè. Hết rồi. Đi qua bên kia. Bên kia còn. Vô bao luôn. Còn. Con này nó giả chết đó thầy Tài. Con này giả bộ, nó nằm yên tu rồi. Giả chết rồi. Ủa, tính ra cá lóc bội thu rồi. Cậu thấy không, hồi lúc đầu đi, trước khi đi bắt con nói là đi cấm cá lóc bắt được nhiều cá lóc mà cậu kêu con nói xui. Ủa, con này ếch mình cấm mà không con nào lên ăn ta. Bỏ đi sáng đây đi thăm. Một khuya đó đi thăm. Tầm 2-3 sáng đi thăm lần nữa. Đi qua kia thầy bé. Hết rồi. Bên đó nó bị hụt rồi, hết mồi. Thầy Tài bánh bao con coi thầy Tài. Đây là đợt đầu tiên của mấy thầy trò thường gồm đi thăm nè cả nhà. Sao có con chạy đầu kìa. Thầy Tài đã bấm cái đầu á. Trời, con kia bị móc, thầy bảy móc con mắt ra luôn hay gì á. Nó dính câu như vậy đó mày ơi. Dính câu như vậy luôn. Được mấy con? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 con cả nhà. 9 con. Đây là đợt đầu tiên. Gần 30 cần cả nhà. Gần 30 cần. Được 9 con cá lóc. Bây giờ thì mấy cậu cháu thường gồm bốc mồi để lại. Và tầm 2-3 giờ sáng thì mấy cậu cháu ra thăm tiếp cả nhà ha. Bây giờ thì cả nhà đi ngủ đi. Đợi xíu nữa đi thăm tiếp. Dính đấy, 3 giờ rồi cả nhà. Chưa mà. Còn đi thăm tiếp mà 3 giờ biệt gì. Hiện tại thì bây giờ là hơn 2 giờ sáng cả nhà. Tại hồi nãy dính cá ham quá. Bây giờ là mấy cậu cháu tiếp tục đi thăm tiếp cả nhà ha. Bây giờ là mình đi thăm từ cái vạt dưới mình thăm ngược lên. Hồi nãy là mình thăm từ trên xuống. Bây giờ là mình thăm từ vạt dưới vạt ngược lên cả nhà ha. Ủa, hồi nãy cấm đường nào đi đường nào ta? Đi thẳng rồi luôn. Thẳng rồi này đúng không? Hồi nãy cũng được một mớ cả nhà. Hơn 2 kg cá. Dính ham thiệt. Mưa xong cá lóc quá trời luôn. Ở bên kia cha ơi, lộn đường cha ơi. Phải đạn thiệt. Tiếng cá quẩy rồi. Cái gì? Con có tiếng cá quẩy rồi. Đâu? Ở bên ao bên kia. Tàu lao chứ cấm bên này mà nghe ao bên kia. Đúng tàu lao. Ếch nhảy ba ơi. Ếch nhảy. Bên kia cha ơi. Dọng vô đường này nè. Đâu? Đậu xanh cây câu không? Sức nè, nó sức nằm đây. Đu! Lên tới bờ sức luôn. Sức cá bá luôn. Cá cá bá. Đu! Tôi dở lên sức luôn. Chừng sảy. Đứt lửa luôn hả? Không, lên tới đây cái sức con cá. Còn dưới sức là ăn mài luôn rồi. Cái chỗ này là con cấm nè. Chỗ này hồi chiều là thầy Tài phát cái lỗ chút xíu nè, con phát lại nè. Trời con cấm cha ơi. Chỗ này là chiều là mày phát thôi rồi tụi cấm là tao. Tao cấm đó. Thì chiều là thầy cấm cái lỗ như cái bạn người ta hả, cái tới được con phát con cấm nè. Vậy đi. Nè nó không? Bỏ vô. Vô bao. Tưởng wow. Cầm lên. To. Đâu thầy bảy, cầm cá lên làm hình đại diện coi. Đó, cá to dữ à. Kể đầu lại, cầm cái đuôi á. Được. Ok. Quay đầu cầm cái đuôi cho nó xảy cá chà. Cho nó khỏi ra. Nãy con dở lên tụi nó gãi con câu chứ giờ nó xuất ra. Vô bao. Con nửa ký không? Con này hơn nửa ký chứ. Con này nó 4 ký. Bên có không bên? Có đâu. Nghe la nói gì cho mà. Có cái nhịp. Không. Có lửa câu. Rồi, móc mồi vô, sáng thăm tiếp. Rồi, đậu xanh hết mồi luôn. Báo tới luôn. Hết mồi. Rồi chuẩn bị kiếm mồi móc luôn. Rồi xong luôn. Đâu? Từ bình tĩnh. Nè. Nó dính nó vờn kìa. Khoan để con bắt cận cảnh nó coi. Vờn hả mày? Để cho nó vờn xíu đi.
cái gì? Có không chả? Ủ xanh. Đừng có cho anh nhau nổi, chạy té học máu nè. Bây giờ. Đâu đó, từ từ. Để con lại con quay cho khán giả xem có nó có giật không. Hả? Nó sống. Ở đường này bị cấm chúng cá rồi. Hả? Con nói mưa là con mới nói mưa là cá lóc ra mà. Rồi xảy mẹ còn đâu nữa? Nè, xảy rồi xảy. Thấy chưa? Nè. Wow. Nó chết rồi gì em ru quá. Đúng quá cả con câu. Chết rồi chết. Mới còn giải nè. Chết rồi chết. Đâu còn giải nữa coi. Nè. Còn. Còn giải. Đó. Giải muốn giải con câu luôn. Rồi, còn có cái chân con dế không à? Cầm lên đi. Cái lưỡi câu. Cái này là cái lẩu của em nè. Bây giờ cầm bây giờ gom cần hết rồi em ơi. Bây giờ là 3 giờ sáng rồi. Bây giờ khỏi cắm đi, em gom này hết đi. Ngày mai em đi kiếm nhái rồi mình cắm lại đi. Tạch. Đâu tạch đâu? Đó. Tạch đâu? Là tạch đó, là không dính đó. Trời là cha bạn xanh nè. Tạch là không dính đó trời. Cũng xanh nè, tao nghe tạch, tao tưởng cá vậy tạch. Mày với ông thầy Bảy với ông cũng ngáo chứ lắm rồi đó. Làm nãy tao ông thầy Bảy ông kêu dính cá vào đậu, nên tao chạy tao tưởng đầu thai rồi. Hơn là tao tán cây bắp á, chứ tán vô cây gì là đi rồi. Đi sớm rồi đó. Không, tạch nữa không? Bây giờ mày kêu bạch đi. Đâu mất kêu rồi. Ế, trường này nãy, cậu tài dính mà. À, qua bên kia, qua coi cây cần bên kia coi. Rồi, cây này chất quất luôn. Hụt lất. Đâu? Từ từ. Đâu xanh? Đâu? Đứng đây đi về nè. Đứng đây đi về nè. Đủ xanh quẩn quá, mày trà gảnh thì chứ. Nói rồi nó chạy. Hô xanh. Tưởng dính cá bự. Nó đường đi về nó làm gì? Gảnh háng này chứ. Lại mấy ông nội thì chứ. Đâu? Không có lắm mà hết. Hết mồi. Thôi dẹp luôn đi, khỏi quay đi. Về luôn đi. Báo không. Đây cả nhà, đây là thành quả của mấy cậu cháu nè. Lấy cân cân cái bên. Rồi lấy cái cân em, lấy cân em. Trời cái này 9 ký gì cân. Không, cái này để sáng bán bớt cỡ trời bán bớt là sao? Trời ơi, ăn không hết nữa bán. Trời ơi, bán nghĩ sao vậy? Chia chai về gia đình mình ăn, dựng tư gì tư rồi nè, dung rồi nè. Rồi, cái này chắc cả 5 ký á. Tính cái thau. Đâu quay cân đây, quay cân đây. Rồi 15 ký. Ông nào đè hay gì vậy? Báo không à. 3 ký mấy á? 3 ký rưỡi chữ thao nữa ký còn 3 ký. Trừ con ốc sên nữa. Đâu? Ốc sên ký rưỡi nữa. Được 3 ký cá rồi. Đây là cái số cá của mấy cậu cháu thường gồm. Cắm nguyên một đêm đây cả nhà ha. Bây giờ là hơn 3 giờ sáng rồi. Giờ con đường này là chỉ còn có mấy cậu cháu thường gồm thôi. Mấy cậu cháu thường gồm bao hết đường đây. Đây, cả nhà ha. Được bao nhiêu con thầy tài điếm thầy tài. 2, 4, 6, 8, 5 con. 12 con nhất. Có con này bị bể đầu nè. Hồi nãy thầy Tài bấm nè. Cái móng tay của thầy Tài mà bấm con cá muốn bể cái đầu luôn á. Thì có, chịu quá. Con mà bị... đuôi mắt hả? Đuôi mắt nè. Con này thầy Bảy dính nè. Ừ. Bị bù lệch ăn nè, đuôi mắt nè. Wow, được con này cân riêng con này coi thầy Tài. Riêng coi. Phải hơn nửa ký. Wow, 7 lạng luôn. 9 lạng. 7 lạng rồi ba. 7 lạng. Bây giờ gọng đi, sáng mai mình làm đồ cháo đi. Sáng mai cậu chạy anh chợ bông cô đắng nha. Ok mọi người, bây giờ thì mấy cậu cháu thường gồm sẽ đem gọng số cá đây. Ngày mai đi mua rau đắng về để làm đồ cháo đãi cả mọi người nha. Ngày mai thường gồm sẽ đi kiếm nhái. Về mình sẽ cắm câu tiếp cả nhà ha. Nhái thì sẽ nhảy hơn mấy dế này. Bây giờ thì xin phép bye chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Bye.